quá. Anh nhau. Cuối cùng thì mình cũng đến sân vận động ở Incheon rồi. Mình đang ở bên ngoài buổi ghi hình đây. Mọi người đã đến rất đông rồi. Bây giờ mình phải đi lượn vòng xung quanh mới được. Đi thôi, ca cha. Có đông người đến đây rồi, bây giờ mình phải đi lượn ban lơ thôi. Thank you.